ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa, chọn những nụ cười. Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đã gặp nhau trong chương trình Mỗi Ngày Một Niềm Vui. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một khách mời rất đặc biệt, một chàng trai rất là điển trai, rất đa tài. Sau đây xin giới thiệu giám đốc sáng tạo Denis Đặng. Em chào gì? Xin chào bạn. Xin chào khán giả của Mỗi Ngày Một Niềm Vui. Mình là Denis Đặng. Con thương, con nhớ nhưng chẳng thể nào ngăn trái tim lại. Chưa một ai thật lòng thương ai. Giận lòng không còn thương, con nhớ cớ sao hy vọng đến cũ chưa. Nhạt nhòa bờ mi trong giấc mộng xinh. Và chắc chắn một câu hỏi mà rất nhiều người thắc mắc. Bạn là một sinh viên đã tốt nghiệp loại xuất sắc khoa tài chính ngân hàng của Đại học Ngoại thương. Thế nhưng bạn lại theo nghệ thuật. Bây giờ thì bạn có thể cho chúng tôi biết là lý do vì sao hay không? Chắc là nghề chọn người. Bản thân Denis đến với nghệ thuật đơn giản là vì niềm đam mê của mình. Những cái cơ duyên đẩy cho mình từ những dự án nhỏ về âm nhạc cho đến những cái MV khủng và đầu tư lớn, dần dần định hình cho một Denis Đặng xuất hiện ở ngày hôm nay với vai trò giám đốc sáng tạo, là một khách mời rất là may mắn của chương trình Mỗi Ngày Một Niềm Vui. Và nếu như có suy nghĩ rằng là bạn sẽ đi theo nghệ thuật thì tôi sẽ nghĩ rằng bạn là một người đi theo phong cách nó nhẹ nhàng, pop ballad, kiểu thư sinh. Nhưng bạn lựa chọn cho mình một cái phong cách mà tôi nghĩ rằng là khá đặc biệt, đó chính là phong cách siêu thực. Tại sao lại như vậy? Mình rất thích về cái đẹp và mình rất là duy mỹ, nên Denis có cái sự chuẩn bị về quần áo hay ngoại hình lúc nào cũng phải trau chuốt nhất. Và Denis đã tạo cho mình một cái thế giới siêu thực trong những cái sản phẩm nghệ thuật của mình. Đơn giản là Denis mở ra một cái thế giới nơi đấy những cái hình ảnh, cảm xúc nó là những cái phi thực tế. Đấy được xem như là một cái góc để cho mọi người có thể giải tỏa những cái stress, giải tỏa những căng thẳng, có thể tận hưởng những cái món ăn tinh thần mà bình thường ở đời thường người ta không có được. Nhưng cái yếu tố siêu thực mà Denis đưa vào trong sản phẩm của mình, nó là những cái phép ẩn dụ cho những cái vấn đề về xã hội này, những cái câu chuyện rất là đời thường về tình yêu, tình bạn và cả những cái sự xung đột. Và Denis nghĩ đấy chính là cái mà khiến cho khán giả ở bên cạnh Denis lâu hơn, tức là mang đến một món ăn tuy lạ nhưng mà hết sức gần gũi. Nhưng quay trở lại với một Denis ở ngoài đời thường. Tôi biết là trong khoảng từ năm 2019 đến năm 2020 thì Denis đã có rất nhiều các chuyến đi thiện nguyện. Vậy thì bạn có thể chia sẻ một chút về những chuyến đi đó được không? Năm 2019 và 2020, nếu ai có hỏi Denis điều gì làm cho Denis ấn tượng nhất, đáng nhớ nhất và tự hào nhất thì đó chính là những cái chuyến hoạt động thiện nguyện của Denis với Nguyễn Trần Trung Quân phát động chuyến đi về bà con hạn mặn ở miền Tây. Tháng 7 năm 2020 là về ủng hộ Đà Nẵng tuyến đầu để chống Covid. Và thực ra cái chính một cái chuyến đi mà gần đây nhất lại để cho Denis nhiều ấn tượng hơn cả, đó chính là chuyến đi về tỉnh Hà Giang, Sơn Vĩ, Mèo Vạc. Thì Denis có cơ hội được trải nghiệm và chứng kiến cái cuộc sống của bà con ở đó như thế nào. Và Denis thực sự bị xúc động được chứng kiến cảnh những trẻ em khổ lắm, chân lấm tay bùn này. Các em ấy còn không có quần áo lành lặn để mặc như bình thường. Các em đi chân đất, các em đi ăn còn bằng bốc bằng tay. Tức là những cái điều kiện xung quanh từ cơ sở vật chất, nhà vệ sinh, các thứ cũng không đúng tiêu chuẩn. Như Duy biết là ở trong đất đai thì có chứa rất nhiều cái vi khuẩn và giun. Tại vì Denis cũng đã từng nhiễm giun hồi bé nên bản thân mình ý thức được cái việc nếu mà một cơ thể bị nhiễm giun mà nhất là trẻ em thì thực sự có rất nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Và hiện tại bây giờ Denis đang thực hiện chiến dịch về cổ vũ khích lệ mọi người tẩy giun. Denis mong là khi mà mình thực hiện những cái chiến dịch như thế này thì phần nào nâng cao được cái nhận thức của tất cả mọi người về cái việc tẩy giun. Và nếu mà được thì Denis nghĩ mong muốn mọi người sẽ tẩy giun 2 lần một năm. Đấy là mong muốn nhá, còn nếu mà ví dụ được 3 lần thì đấy lại một cái mức tốt hơn nữa. Và nó sẽ là một cái ý thức, một cái hành động tuy nhỏ thôi, một cái ý niệm tuy là nhỏ thôi, nhưng mà Denis nghĩ với cái sự thay đổi cái tư duy nhận thức đó đến tiệm cận hơn với những người dân hơn nữa thì chúng ta sẽ có một cái cộng đồng nơi mà những trẻ em được phát triển một cách khỏe mạnh và bình thường nhất. Thực ra những cái gì mà Denis vừa chia sẻ thì khiến Duy cảm thấy rất là bất ngờ. Denis cũng bất ngờ về bản thân mình. Và có lẽ rằng là với tất cả những người được tuyên truyền như vậy thì có lẽ họ sẽ cũng phải thốt lên một câu nói mà chúng ta vẫn thường nghe được ngày xưa ấy, là giờ đây thì tôi đã biết thuốc tẩy giun dùng tốt như thế nào. Đấy, nó sẽ rất hợp với những người dân được như vậy. Và đó là những hoạt động mà chúng ta nghĩ rằng là có thể thay đổi được là từ gốc chứ không phải từ ngọn. Thực sự thì đến thời điểm bây giờ thì Denis tự cho phép bản thân mình một chút tự hào khi trở thành một người công dân Việt Nam có sự đóng góp cho sự phát triển về ý thức, nhận thức của người Việt trong việc sức khỏe cộng đồng. Và Denis nghĩ đấy là một cái hành động thiết thực nhất cho một người nghệ sĩ thể hiện lòng yêu nước của mình. Và chắc chắn là thời gian tới đây thì Denis cũng sẽ không ngần ngại dành thời gian hay công sức để tiếp tục tham gia những cái chiến dịch vì cộng đồng như thế, vì một Việt Nam tươi đẹp. Đúng là có sức khỏe là có tất cả đúng không ạ? Bạn vừa rồi bạn có nói rằng là những sản phẩm mới sắp ra mắt thì thôi tôi cũng không hỏi câu bật mí nữa. Đúng rồi, mà Denis cũng không trả lời đâu. Vì chúng ta sẽ phải gọi là chờ đợi xem nó bất ngờ thế nào. Và thưa quý vị, hôm nay chúng ta thực sự đã lắng nghe được những chia sẻ phải nói rằng là hết sức tuyệt vời và cũng rất là thế nào nhỉ, sâu sắc của Denis Đặng. Và Duy thay mặt chương trình xin chúc cho Denis sẽ có sức khỏe là chắc chắn rồi này, thành công hơn trong sự nghiệp của mình, sẽ có nhiều sản phẩm hot hit được ra mắt. Và quan trọng nhất là bạn hãy luôn luôn giữ cho mình một ngọn lửa như vậy, một ngọn lửa luôn luôn hướng tới cộng đồng và thành công trên tất cả những gì bạn đã lựa chọn. Cảm ơn Duy, cảm ơn mọi người. Xin chào khán giả. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Mỗi Ngày Một Niềm Vui cũng xin được khép lại. Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Đêm ngày nha, đừng để tôi mất ba má. Dòng chơi vi vu trong người ta làm bụng sao thấy đau quá. Giữa cho thật sạch tay mình, thức ăn sạch sinh lung linh là xuân kia chẳng dám linh tinh. Tay run đi ơi bạn ơi, tay run đi nào. Này run tóc, kia run móc, kim và đũa vẫn hết đi. Một năm nhớ ai lần đêm khỏe mạnh hơn nào. Mình mau lớn, ba mẹ vui, ông bà thích dốc theo vũ điệu tay run. Vì một cuộc sống khỏe mạnh, cả nhà hãy cùng Denis tẩy run 2 lần một năm nhé.